Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC mà chủ tịch là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã. Vụ này bị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm đặc biệt. Mạng báo Intelligence Online loan tin vừa nêu vào ngày 30 tháng 8. Tin nhắc lại, vào ngày 18 tháng 8, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn tiến mới của vụ việc, đó là ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012. Lúc đó, ông Phạm Minh Chính là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Chủ tịch AIC bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng bị khởi tố trong một vụ án khác hồi tháng 4. Bà này trốn truy nã và bị phát hiện đang ẩn mình ở châu Âu. Bản thân bà Nhàn từng là trung gian cho các thương vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và những nhóm quốc phòng phương Tây. Trong đó có thương vụ mua bán một vệ tinh quân sự cho Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel, IAI hồi năm 2018. Và trong những ngày sắp đến, một quan chức cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ đến Tel Aviv để thương thảo những hợp đồng quân sự mới giữa Hà Nội và IAI. Trong vụ án mới bị khởi tố hồi 18 tháng 8, điều tra ban đầu cho thấy Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tổng mức kinh phí hơn 238 tỷ đồng. Dự án do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Viên chức Sở Y tế được giao nhiệm vụ trong dự án này thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá đưa ra chứng thư thẩm định với giá cao hơn giá thị trường và móc ngoặc với nhà thầu và AIC cũng như các công ty có quan hệ với AIC. Mục đích để AIC và công ty Mofa trúng toàn bộ các gói thầu trị giá 232 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước là 73 tỷ đồng. Đương kim Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2011 đến năm 2015. Nguồn tin của Intelligence Online cho biết mối quan hệ thân thiết giữa ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lúc bấy giờ và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dẫn đến việc nhiều hợp đồng cho AIC được ký kết với tỉnh Quảng Ninh. Cuộc điều tra đang được thực hiện có thể làm hé lộ những sai phạm qua mối quan hệ này. Tác giả Người Buông Gió trong một bài viết về ngành y tế Việt Nam cũng nêu lên ý kiến rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một đối tác cung cấp nhiều sản phẩm y tế cho các bệnh viện vừa bị khởi tố và truy nã mới đây. Bà Nhàn được biết là người có quan hệ thân thiết với ông Chính. Nếu nhìn theo góc độ nào đó thì vụ bà Nhàn là bên công an muốn nắm thóp ông Chính. Nhưng nếu suy theo hướng tích cực thì đây là việc trảm người thân, nêu gương của chính phủ nhiệm kỳ mới để chấn chỉnh Bộ Y tế. Từ Bộ trưởng, Thứ trưởng đến nhân viên, người thân, phe phái, dạng Phan Quốc Việt mà Nguyễn Công Khế lăng xê. Nếu chúng ta để ý kỹ thì những vụ bắt Trầm Bê, Đinh La Thăng, các cây bút đình đám cõi mạng các nhà báo, các báo liên tục ra bài cổ vũ công an. Thậm chí họ còn tô vẽ những đối tượng bị bắt thành những tên tội đồ, bất nhân, tham tàn như các cây bút Ô Xin Huy Đức kể Thăng uống rượu Tây như uống máu người dân, hay Trầm Bê với thú chơi xa hoa và thủ đoạn thâm độc này nọ vân vân. Nhưng khi đến Phan Quốc Việt, Nguyễn Thanh Long bị bắt thì cái bọn cons này nó không hề ca ngợi công an như trước kia chúng từng ca ngợi bắt các đối tượng khác. Trái lại, chúng còn binh vực khéo, đó là lỗi của cơ chế, ai làm cũng khó tránh được. Vấn đề chính ở đây là gì? Là y tế, là miếng ăn béo ngậy suốt từ bao năm qua. Tuy kêu lương thấp nhưng mà các bạn vào viện sẽ chẳng thấy một bác sĩ nào nghèo cả. Họ rất giàu nữa là đằng khác. Bạn có thể nghe họ nói chuyện, đầu tư mua đất mua nhà hay đi du lịch ở đâu, dùng đồ hiệu gì mà chất. Bao năm qua, họ như một lãnh địa riêng, như một đặc khu, họ có thể mua than tre hay thuốc giả cho người mắc bệnh ung thư. Họ có thể kê đơn thuốc lằng nhằng mà chỉ có cửa hàng thuốc họ chỉ đến mới đọc được. Họ có thể để một người như người nhà bệnh nhân trong viện, sẵn sàng tận tình mách nước cho người nhà bệnh nhân khác, phải đưa phong bì bao nhiêu, đưa cho ai. Tất nhiên, một khi họ chuyên tâm thì họ cũng là những người tâm huyết với nghề, tận tình với công việc như bao nhiêu ngành nghề khác. Chuyện này không phải khen ngợi mà đương nhiên nghề nào cũng có sự tận tâm, từ chị lau công quét rác trong đêm để sáng mai đường xá sạch bong cũng tận tâm với nghề như vậy. Đến khi người ta quá bức xúc lên án ngành y tế, bức xúc này có từ mấy nhiệm kỳ trước rồi. Đến nhiệm kỳ này người ta ra tay chấn chỉnh, thì ngành y tế dưới sự kích động của những người như ông Phúc, mà vợ ông Phúc là chủ mưu vụ việc Á, toàn ngành y tế quay ra ăn vạ, làm mình làm mẩy, ca tháng rằng lương thấp, phụ cấp không có nọ kia.
Thực sự mà chính phủ có quy định trả lương cho bác sĩ thường 30 triệu, trưởng khoa 50 triệu, giám đốc bệnh viện 70 triệu, tức là gấp mấy lần các ngành nghề khác, thì họ thật cũng chẳng bằng lòng đâu, vì tiền ấy đâu có đủ mà mua xe ô tô, mua nhà to, đi du lịch nước ngoài hay con cái đi du học nước ngoài. Cái mà họ cần thực chất là tiền bệnh nhân hối lộ, tiền hoa hồng mua thiết bị, thuốc men, vật phẩm mới là chính. Quan chức cũng kiếm trác trên xương máu của dân, cướp đất của dân thì tại sao họ lại không lấy tiền của dân khi chữa bệnh cho dân? Mục tiêu chấn chỉnh của ông Trọng chính dường như đã được cân nhắc kỹ, muốn đưa thông điệp cho y tế và các ngành khác là chúng mày ăn thì ăn vừa phải thôi, ăn để sống hơn người khác một chút thôi, đừng có ăn để trở thành đại gia, thành phú hào, thành dân chơi hàng hiệu. Trong bối cảnh xã hội mà tâm lý làm giàu bằng mọi thủ đoạn, tận dụng mọi cơ hội do tính chất nghề nghiệp và chế độ chủ nghĩa xã hội hỗn loạn giữa lý tưởng cách mạng, tư tưởng bảo vệ chế độ như hiện nay. Mục đích chấn chỉnh như thế khá phù hợp, nói trắng ra là cho ăn, nhưng mà ăn vừa phải thôi. Thế nhưng mục đích ấy cũng chẳng được đồng tình, bởi chuyện ăn tiền làm giàu là một chuyện, chuyện khác là ăn tiền để duy trì chức vụ, để cấu kết phe cánh, để củng cố vị trí của mình nữa. Không phải ăn tiền chỉ để mục đích phục vụ vật chất gia đình là đủ. Vừa rồi là bản tin của Đài Á Châu Tự Do và bài bình luận của tác giả Bùi Thanh Hiếu, Người Buồn Gió. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.